thương, hơn 200 con chim cánh cụt lao đầu từ vách băng cao 15 mét xuống biển. Lý do là gì? Điều gì khiến đàn chim cánh cụt hàng trăm con tụ tập tại một vách băng cao khoảng 15 mét so với mực nước biển rồi lao đầu xuống nước? Khoảnh khắc hiếm thấy được quay bằng thiết bị không người lái tại vùng biển Guelderschi ở Tây Nam Cực do đoàn sản xuất phim tài liệu ghi lại, cho thấy điều này có thể phổ biến hơn khi băng biển suy giảm và chim cánh cụt phải thích nghi với sự thay đổi môi trường. Vào tháng 1 năm 2024, trong những tuần cuối cùng trước khi băng biển tan vào cuối mùa hè Nam Bán Cầu, các nhà làm phim phát hiện thấy nhóm chim cánh cụt hoàng đế non di chuyển về phía bắc của vách đá. Họ thấy số lượng trong đoàn tăng dần tới khi vài trăm con cùng đứng trên đỉnh dốc. Chúng bị thôi thúc bởi những cơn đói. Nhiều con nhìn ra rìa vách băng như thế, cân nhắc xem nếu nhảy xuống để tìm kiếm cái ăn, liệu có sống sót sau cú rơi từ độ cao lớn như vậy hay không. Sau đó, một số con đầu đàn đã mạnh dạn nhảy xuống. Số khác cố nghiền cổ lên xem cách đồng loại lao xuống làn nước lạnh giá bên dưới như thế nào. Vài giây sau, một vài con nổi lên trên mặt nước. Bụng của chúng được lấp đầy bằng cá tươi và những sinh vật nhuyễn thể như mực. Hiện giới chuyên gia đang lo ngại sự sụt giảm đột ngột của băng ở biển Nam Cực kể từ năm 2016 và những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra với sự tồn tại lâu dài của chim cánh cụt hoàng đế. Người ta lo ngại rằng loài vật này sẽ biến mất vào thời điểm cuối thế kỷ nếu tình trạng biến đổi khí hậu vẫn diễn ra nghiêm trọng.